Em xin chào các bác ạ. Hôm nay bên em tiếp tục về kho pin mono công suất 390W các bạn. Pin này được sản xuất theo công nghệ mới, đó là công nghệ MWT. Công nghệ này có nghĩa là những cái đường bớt ba, đường điện nó được khắc laser chìm ở trong những cell pin các bạn. Nó giúp tối ưu hiệu suất và độ bền. Đây là mặt sau của tấm pin các bác nhé. Pin thương hiệu S-Solar, công suất là 390W các bạn. Pin 390W sản xuất theo cái công nghệ này nó rất là tối ưu các bạn. Trước đây bên em đã về rồi, thế nhưng mà một thời gian nhà máy hết, hôm nay nhà máy tiếp tục về những cái tấm pin 390 này để bên em tiếp tục nhập về để phục vụ anh em. Pin có điện áp hoạt động là 36,1V, dòng là 10,81A, điện áp hỏa mạch là 43,4V, dòng là 11,34A, hàng class A các bác nhé, hàng tiêu chuẩn và chất lượng tốt nhất các bạn. Đây là mặt sau của tấm pin các bác nhé. Trên tấm pin thì sẽ có hai đường điện để anh em kết nối với thiết bị. Đây là cực âm các bạn. Và theo tiêu chuẩn của tất cả các hãng thì đây đó là cực âm các bác nhé. Nó là rắc cái đấy ạ. Còn đây là cực dương, nó là rắc đực các bạn. Đấy, các bác sẽ lấy điện ra trực tiếp từ hai cái cực này. Còn đây nó chính là hộp diode bảo vệ các bạn. Trong này thì nó sẽ có một con diode để nó tránh chạm chập và tránh ngược cực và tránh điện ngược lại tấm pin. Pin mới 100% các bạn. Cái lô pin này giá cũng rất là tốt các bác nhé. Thì để anh em tìm hiểu qua về cái công nghệ MWT thì các bác sẽ nhìn cái đường hàn này. Đường hàn này thì được khắc laser chìm vào trong cell pin rồi, nó không nổi lên nữa các bác. Chính vì vậy nó tối ưu được rất là nhiều. Đấy, đây là một tấm pin được sản xuất theo công nghệ bớt 3 nổi các bác nhé. Đấy, những cái đường bớt 3 thì nó sẽ nổi hẳn lên trên cell pin. Đấy, nó sẽ chiếm rất là nhiều diện tích của cell pin và cũng một phần gây che khuất các bạn. Có nghĩa là khi mà ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ gây che khuất. Và chính những cái đường hàn nổi này nó sẽ làm cái kích thước của tấm pin nó to hơn. Và càng dần về đây thì những cái công nghệ mới nó sẽ tối ưu về cái diện tích của tấm pin các bạn, để anh em lắp đặt thi công nó dễ và nó sẽ chiếm ít diện tích hơn. Mà trong cái đó là cái tấm pin nó vẫn đạt hiệu suất cao. Đấy, thì đây các bác để ý là những cái tấm pin sản xuất theo công nghệ MWT thì những cái đường bớt 3 này đều được khắc chìm hết ở trong cell pin, nó không nổi nữa các bạn. Ngoài ra thì trên cái cell pin thì được khắc hoa văn họa tiết. Đấy. Cái việc khắc hoa văn họa tiết như này thì sẽ giúp cho kết cấu của cell pin bền vững hơn. Các bác liên tưởng tới những cái móng nhà hoặc là các bác đổ mái đấy ạ. Răng thép ấy. Nó giúp cho cái kết cấu nó tốt hơn. Tại vì cái tấm pin này để trên mái nhà nó chịu nhiệt độ rất là cao. Chính vì vậy đây là có cái kết cấu tốt thì nó sẽ tránh bị rạn nứt các bác nhé. Những cái tấm pin mà công nghệ cũ thì dùng một thời gian lâu dài thì nó bị rạn nứt ra. Nó sẽ không hư hỏng đâu, nhưng mà cái hiệu suất của tấm pin nó sẽ giảm đi các bạn. Cái lô pin này giá rất là tốt anh em nhé. 1.700.000 một tấm các bạn. Pin công suất 390W. Đây là mặt sau tấm pin các bạn. Giá rất là phù hợp để anh em nâng cấp hoặc là lắp mới. Đặc biệt là tấm pin này thì nó sản xuất theo cái công nghệ giảm điện áp và tăng dòng. Điện áp của nó là 36V điện áp hoạt động các bạn. Nên là anh em có thể sạc trực tiếp cho những cái bình ắc quy 24V mà không cần qua điều khiển sạc cho hiệu suất tốt nhất. Ngoài ra thì các bác vẫn có thể sạc cho bình 12V qua bộ điều khiển sạc các bác nhé. Hoặc có thể sử dụng với biến tần kết hợp cho hiệu suất tốt nhất các bạn.